Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 1 tháng 12 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khon Sudari thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12. Sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khon Sudari đã thăm phòng truyền thống Quốc hội Việt Nam và ký sổ vàng lưu niệm. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiến hành hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khon Sudari. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của bà Samdech Khon Sudari trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia ngay sau khi nước này tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 và kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới vào tháng 8 năm 2023. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Samdech Khon Sudari là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiến triển tích cực, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia nói chung và giữa hai quốc hội nói riêng, khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia và Đảng Nhân dân Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chuyến thăm là dịp để hai bên trao đổi, thảo luận về những kết quả hợp tác thời gian qua giữa hai đảng, hai nước, hai quốc hội, trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực, những vấn đề có tác động đến an ninh, ổn định, phát triển của mỗi nước và những nội dung biện pháp định hướng nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa nghị viện hai nước trên khuôn khổ song phương và đa phương. Sáng nay, mùng 1 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có sự tham dự của 1.100 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước. Phát biểu tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 5 năm tới, sửa đổi bổ sung điều lệ công đoàn, bầu ban chấp hành tổng liên đoàn khóa mới. Tại phiên thứ nhất, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội. Thông qua chương trình làm việc và quy chế của đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, trình bày tổng quát báo cáo của ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa 12 trình đại hội, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa 12, báo cáo về sửa đổi, bổ sung điều lệ công đoàn Việt Nam. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất. Theo chương trình dự kiến, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia tại khu vực biên giới chung ba nước, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Việt Nam, Atapu, Lào, Ratanakiri, Campuchia và khu vực thành phố Kon Tum sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước sẽ làm trưởng đoàn. Giao lưu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng ba nước tổ chức giao lưu tại khu vực biên giới của ba nước. Thành công của giao lưu nhằm góp phần tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước. Thông qua các hoạt động giao lưu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân ở khu vực biên giới, truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa chính phủ, quân đội và nhân dân ba nước, qua đó góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Mức thu lệ phí cấp giấy phép lái xe qua mạng, nhiều đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 12 năm 2023. Nghị định 75 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực kể từ ngày 3 tháng 12. Trong đó, bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cũng theo nghị định này, sẽ bổ sung thêm đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế 100%, gồm người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, người dân xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thông tư 82 của Bộ Quốc phòng quy định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương.
như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định. Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ tháng 7 năm 2023 bằng mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2023 nhân với 1,125. Thông tư số 21 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập chính thức có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2023. Theo đó, viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,1 đến hệ số lương 4,89. Như vậy, viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật sẽ có mức lương dao động từ 3,78 triệu đồng một tháng đến cao nhất là 8,802 triệu đồng một tháng. Thưa quý vị, mới đây Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Ngày hội Việc làm dành cho lao động EPS đi lao động tại Hàn Quốc trở về nước và thực tập sinh Nhật Bản về nước năm 2023, đồng thời ra mắt mạng lưới kết nối lao động xuất khẩu Hàn Quốc hồi hương để tăng cường kết nối giới thiệu lao động cho lực lượng này. Anh Trần Văn Tiến, quê tại Đông Anh, thành phố Hà Nội, là lao động xuất khẩu Hàn Quốc 10 năm, hiện đã về Việt Nam được gần một năm. Hôm nay, anh đến Ngày hội Việc làm dành cho lao động EPS Hàn Quốc và thực tập sinh Nhật Bản để tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với trình độ. Trước ở Việt Nam thì em chỉ lao động phổ thông bình thường thôi ạ. Còn sang bên Hàn thì em sang làm 2 đợt đi ạ. Thì đợt đầu tiên là em lắp ráp máy giặt công nghiệp. Thì lần thứ 2 em sang thì là em được người ta đào tạo là lắp ráp máy biến áp. Tính đến nay, cả nước có hơn 130.000 lượt lao động được phái cử đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản theo chương trình EPS và IM Japan về nước. Lực lượng lao động này sau khi về nước trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội trong nước, là nhân tố quan trọng giúp lan tỏa tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động. Tham dự ngày hội có 47 đơn vị doanh nghiệp với tổng nhu cầu tuyển dụng trên 1.500 chỉ tiêu. Đặc biệt, có 16 đơn vị có vốn đầu tư của Hàn Quốc và Nhật Bản tham gia tuyển dụng. Chúng tôi đã triển khai rất nhiều những cái chương trình để hỗ trợ cho người lao động tìm kiếm được cái việc làm sau khi về nước, như là tổ phối hợp với các sở lao động thương binh xã hội, các cái tỉnh, thành phố, trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố để làm sao gắn kết được với các cái doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp khác của Hàn Quốc, Nhật Bản có thể tìm kiếm được người lao động phù hợp. Nguồn lực lao động mà đã có từng thời gian làm việc ở nước ngoài, đi các cái chương trình xuất khẩu lao động khác nhau, mà khi quay trở về nước thì đây là một cái nguồn lực lao động hết sức là có chất lượng. Thì cái này là cái mà Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội trong thời gian vừa qua thì cũng đã phối hợp với Trung tâm Ngoài nước cũng như các cái đơn vị liên quan, và thường xuyên các năm chúng tôi đều tổ chức các cái hội chợ việc làm hay là các phiên giao dịch việc làm dành riêng cho những cái nhóm lao động này. Tại ngày hội, Trung tâm Lao động Ngoài nước cũng đã ra mắt mạng lưới kết nối lao động xuất khẩu Hàn Quốc hồi hương. Đây là cơ hội cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và thực tập sinh Nhật Bản về nước nhanh chóng tìm kiếm được việc làm phù hợp với kinh nghiệm và trình độ tay nghề của mình. Việc tổ chức ngày hội việc làm còn giúp người lao động yên tâm về nước đúng quy định khi hết hạn hợp đồng lao động, góp phần giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Xây dựng trường học hạnh phúc là một trong những phong trào thi đua nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới mạnh mẽ giáo dục đào tạo do ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa phát động. Phong trào đang mang đến một luồng gió mới, góp phần tạo những thay đổi rõ nét trong dạy và học của các nhà trường hiện nay. Với phương châm, hiệu trưởng thay đổi, nhà giáo đồng hành xây dựng trường học hạnh phúc, tập thể cán bộ giáo viên trường trung học cơ sở Cù Chính Lan đã thay đổi từ những việc nhỏ nhất, cũng xác định xây dựng trường học hạnh phúc làm con đường mà nhà trường, các thầy cô và các em học sinh sẽ cùng đi một cách kiên trì. Hàng ngày 6:30 thầy cô sẽ đón học sinh bằng âm nhạc, bằng sự quan tâm, bằng sự yêu thương. Đổi mới dạy học bằng việc là chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng tích cực sáng tạo các phần mềm để tạo ra sự hứng thú cho các bạn học sinh khi học tập. Không chỉ tại thành phố Thanh Hóa, phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc đang lan tỏa rộng khắp tại tỉnh Thanh Hóa. Tại trường tiểu học Cẩm Tú, dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng thầy cô đã nỗ lực để biến môi trường học đường trở thành nơi các em học sinh muốn đến mỗi ngày. Hết lòng vì học sinh thân yêu, với đưa cái tâm của mình lên hàng đầu, sẽ đưa đến được những cái bài giảng hay, và từ đó thì các em sẽ tiếp thu được tất cả những cái gì tinh túy nhất từ
các thầy các cô, từ tấm lòng của các thầy các cô để xây dựng được cái ngôi trường hạnh phúc. Với tiêu chí cốt lõi là xây dựng môi trường học đường chan hòa tình yêu thương, sự an toàn và tôn trọng giúp học sinh cảm nhận mỗi ngày đến trường là một ngày vui. 100% trường học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai xây dựng trường học hạnh phúc. Thưa quý vị, tiền thân của Legend Tour là European Senior Tour, thành lập năm 1992, dành cho giới chơi golf nam chuyên nghiệp trên 50 tuổi. Đấu trường này nhanh chóng thu hút nhiều golfer nổi tiếng tham gia cho đến nay. Việc Vinpro DIC Legend Việt Nam 2023 được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam là cơ hội để golfer Việt giao lưu học hỏi, nhất là các golfer trẻ của đội tuyển golf Việt Nam. Các giải đấu trong hệ thống Legend Tour luôn là cầu nối để thế hệ sau giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ các huyền thoại golf thế giới. Tinh thần đó tiếp tục được phát huy khi Legend Tour lần đầu tiên đến Việt Nam. Đây là cơ hội cho các tay golf trẻ như Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Quang Trí có cơ hội thi đấu bên cạnh các huyền thoại trong làng golf thế giới. Em tham gia khá nhiều giải quốc tế, em nghĩ được khoảng 5 đến 6 lần rồi, nhưng mà không giải nào đặc biệt bằng giải này, tại vì em được đánh với các bác, các chú huyền thoại thì em có thể học hỏi được những kinh nghiệm và cách xử lý tình huống của các bác, các chú. Em cảm thấy rất là vui khi được tham gia giải này ạ. Được mời tham gia giải đấu này để có thể giao lưu với cả các vận động viên chuyên nghiệp của quốc tế và có những người rất là nổi tiếng khi mà đều đã đạt được những cái thành tích rất là cao trong những cái giải đấu quốc tế. Thực sự thì đây là một cơ hội để giúp em có thể là cố gắng để có thể là phát triển bản thân mình, rèn rũa những cái khả năng của mình và tiếp thu được những cái kinh nghiệm từ những vận động viên chuyên nghiệp khác mà đến từ nước ngoài. Và em cảm thấy là đây là một trong những lần tham đấu thi đấu giải mà em sẽ đáng nhớ nhất. Môn golf Việt Nam đang có những bước phát triển đáng chú ý, nhưng để đào tạo được một thế hệ golfer trẻ tài năng và tố chất không phải là câu chuyện có thể hoàn thành chỉ trong ngày 1, ngày 2 mà cần phải đầu tư một cách xứng tầm. Trong suốt quá trình chơi, tôi thấy các bạn trẻ của Việt Nam rất có tiềm năng. Tôi cảm thấy mình có cơ hội khi chơi cùng với các bạn ấy. Các bạn ấy trẻ nhưng chơi rất văn minh và chuyên nghiệp. Khi tôi 16 tuổi, tôi cũng chưa đạt được trình độ như các bạn ấy bây giờ. Với khả năng đó, nếu được đào tạo thêm thì sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai. Những năm gần đây, ngày càng nhiều golfer trẻ tại Việt Nam khẳng định được tên tuổi và bước đầu gặt hái thành công khi thi đấu trên các đấu trường. Nhưng để vươn tầm thành tích khu vực và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn. Việc thường xuyên tổ chức các giải đấu lớn để các golfer trẻ có thể thi đấu cùng các golfer nổi tiếng cũng là cách tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong thi đấu để các golfer Việt nâng tầm thành tích trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, luật các tổ chức tín dụng thi hành từ năm 2010 đến nay đã bộc lộ những hạn chế bất cập nhất định. Điều này đặt ra vấn đề cần phải hoàn thiện dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi để sớm được Quốc hội thông qua trong kỳ họp tới. Vậy cần hoàn thiện dự thảo luật này như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong tiểu mục Tâm điểm Kinh tế ngay sau đây. Hơn 1 triệu tỷ đồng rút ruột từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, trong đó có trên 500.000 tỷ đồng của người dân. Cựu trưởng đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát. Nguyên nhân dẫn đến vụ đại án trên có một phần từ lỗ hổng về quy định sở hữu chéo, can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt tại luật các tổ chức tín dụng hiện hành. Thưa quý vị, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi được trình tại lần họp thứ 6, kỳ họp Quốc hội khóa 15 vừa qua đã có nhiều tiếp thu, chỉnh lý so với dự thảo trước đó. Tuy nhiên vẫn còn những vướng mắc như sở hữu chéo, xử lý nợ xấu, thanh tra giám sát chưa được giải quyết. Vì vậy, để không gây ra rủi ro ngân hàng cũng như ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống ngân hàng, thì các vấn đề trong dự thảo luật các tổ chức tín dụng cần được hoàn thiện sớm. Luật các tổ chức tín dụng ra đời từ năm 2010, sau một số lần điều chỉnh bổ sung thì đến nay đã hơn 12 năm thực hiện. Một số quy định tại luật đã không còn phù hợp với sự thay đổi của thực tiễn. Việc sửa đổi luật tổ chức tín dụng lần này hướng đến bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, đồng thời xây dựng công cụ để quản lý các tổ chức tín dụng, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động ngân hàng. Để nâng cao cái khả năng quản trị điều hành của các tổ chức tín dụng, để hạn chế cái lạm dụng quyền của cổ đông lớn
rồi bổ sung cái yêu cầu trách nhiệm và các giải pháp từ chính các cái cổ đông của các tổ chức tín dụng khi mà các tổ chức tín dụng có vấn đề. Thế rồi là cũng trách nhiệm của những người tham gia hội đồng quản trị và ban điều hành của tổ chức tín dụng. Thế rồi cũng có những cái nội dung mà minh bạch hóa thông tin trong cái hoạt động điều hành. Thế rồi là thông tin công khai về cái tỷ lệ của các cái cổ đông từ nắm giữ là từ 1% trở lên vân vân. Có hai nhóm vấn đề đáng chú ý vẫn còn nhiều vướng mắc khi đưa ra phương án điều chỉnh. Trước hết là nhóm vấn đề thứ nhất về giảm thao túng sở hữu chéo. Để hạn chế sở hữu chéo, tỷ lệ sở hữu tối đa của một cá nhân từ mức 5% vốn điều lệ ngân hàng sẽ giảm xuống còn 3%. Sở hữu của một cổ đông là tổ chức giảm từ mức 15% hiện tại xuống còn 10%. Của nhóm cổ đông và người liên quan cũng được đề xuất giảm từ 20% xuống 15%. Chúng ta cũng đã giới hạn để tránh cái lạm dụng quyền lực, sử dụng quyền lực vào trong những các cái mục đích là không đúng, dẫn tới là anh cho vay tập trung vào các sân sau của những người mà có cái đang có cái quyền lực và người ta lạm dụng cái quyền lực đó, thì vào đó là hy vọng rằng sẽ giảm cái nợ xấu và nâng cao cái chất lượng lượng tín dụng nói tên. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng phương án giảm tỷ lệ sở hữu không giải quyết triệt để vấn đề mà cần quy định minh bạch thông tin cho tất cả tổ chức, cá nhân là cổ đông của ngân hàng thay vì giảm tỷ lệ sở hữu. Xác định nghĩa vụ công bố thông tin, kiểm soát được dòng tiền và nguồn tiền góp vốn thông qua cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát dữ liệu cá nhân. Nhóm vấn đề thứ hai rất quan trọng là can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, cho vay đặc biệt. Trở lại với vụ việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, khi ngân hàng xảy ra biến cố, khách hàng rút tiền gửi hàng loạt, đe dọa đến an toàn hệ thống. Khi những tổ chức tín dụng thuộc diện yếu kém có thể đối mặt với những tình huống bất thường và xấu đi rất nhanh, cần phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, đòi hỏi sự can thiệp sớm là cần thiết. Tuy nhiên, chưa có phương án khả thi đối với nhóm vấn đề này. Có những cái vấn đề, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, cho vay đặc biệt, thì còn các cái phương án khác nhau. Thì đây là những vấn đề lớn và cũng cần có thời gian để tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Với vai trò rất quan trọng của luật các tổ chức tín dụng sửa đổi đối với nền tài chính quốc gia, chất lượng của dự án luật là vấn đề phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng trên cơ sở khoa học và thực tiễn trước khi tiếp tục được thảo luận và thông qua tại kỳ họp Quốc hội tiếp theo, để tránh trường hợp luật sau khi ban hành nếu có bất cập sẽ gây ra nhiều tác động, nhất là đối với an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng và hoạt động kinh tế xã hội, cũng như đáp ứng với tình hình mới và chuẩn mực quốc tế. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 11, Hamas thả 8 con tin, còn phía Israel trả tự do cho 30 tù nhân Palestine trong ngày thứ 7 hai bên thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. 8 công dân Israel được thả hôm nay bao gồm 6 phụ nữ và 2 thiếu niên. Ngoài ra, 2 công dân quốc tịch kép Nga-Israel được thả ngày 29 tháng 11 cũng được cho vào danh sách ngày 30 tháng 11. Israel và Hamas bắt đầu ngừng bắn từ ngày 24 tháng 11 theo thỏa thuận kéo dài 4 ngày, trong đó Hamas đồng ý thả khoảng 50 con tin và Israel phóng thích 150 tù nhân Palestine bị giam trong các nhà tù nước này. Thỏa thuận được nhiều lần gia hạn và dự kiến kết thúc lúc 12 giờ trưa nay giờ Hà Nội. Gặp Thủ tướng Netanyahu lần thứ 3 trong chưa đầy 2 tháng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nỗ lực thuyết phục Tel Aviv kéo dài thời gian ngừng bắn, cũng như yêu cầu chiến dịch quân sự của Israel cần thực hiện đúng, trúng và đảm bảo tính mạng cho thường dân. Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu đồng ý với quan điểm của Ngoại trưởng Mỹ, nhưng cũng thề sẽ tiêu diệt Hamas sau khi lực lượng này đứng ra nhận trách nhiệm vụ xả súng ở Jerusalem khiến 3 người thiệt mạng. Phát biểu tại cuộc họp Ngoại trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, Ngoại trưởng Hungary kỳ vọng cuộc đối thoại Nga-Mỹ cùng các đồng minh phương Tây tại sự kiện sẽ phần nào giải quyết tình hình xung đột trên thế giới. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Ngoại trưởng Hungary ông Peter Szijjarto thừa nhận kỳ vọng vào một cuộc đối thoại Nga-Mỹ cùng các đồng minh phương Tây là cơ hội để giải quyết tình hình các cuộc xung đột trên thế giới, nhất là cuộc xung đột tại Ukraine. Ông cũng kêu gọi đồng minh ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vì đó không phải giải pháp thực sự mà chỉ kéo dài thêm chiến tranh. Bất chấp sự tẩy chay từ phái đoàn các nước vùng Baltic và Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tham dự hội nghị. Ông nhận xét Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu
đang trên bờ vực sụp đổ vì giới tinh hoa chính trị ở châu Âu thường ngả về NATO nhiều hơn là OSCE. Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng cáo buộc phương Tây đang tiến hành cuộc chiến tranh hỗn hợp chống Nga và Liên minh châu Âu-EU đã trở thành khối chính trị hung hăng. OSCE là tổ chức gồm 57 quốc gia thành viên, từ Bắc Mỹ, châu Âu cho đến châu Á, là diễn đàn quan trọng để các quốc gia từng đối đầu trong chiến tranh lạnh, đối thoại và gìn giữ hòa bình. Ngày 30 tháng 11, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chương trình du lịch đến làng Đình Chiến, Bàn Môn Điếm ở biên giới Liên Triều đã bị đình chỉ vì lo ngại về an toàn gia tăng khi binh lính Triều Tiên được trang bị súng tại khu phi quân sự DMZ. Theo giới chức Hàn Quốc, dịch vụ du lịch tham quan tới làng Đình Chiến, Bàn Môn Điếm bị hủy bỏ vì Triều Tiên đã bắt đầu xây dựng lại các trạm gác và đưa vũ khí hạng nặng dọc biên giới sau khi hủy bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự Liên Triều năm 2018. Trong khi phía Hàn Quốc thì không có vũ trang. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã nối lại một phần chương trình du lịch vào ngày 22 tháng 11, sau khi chương trình này đã phải tạm dừng từ giữa tháng 7 vì vụ binh sĩ Mỹ Travis King vượt biên trái phép sang Triều Tiên. Bàn Môn Điếm tiếng Hàn là Panmunjom là một ngôi làng nằm giữa tỉnh Yanggi của Hàn Quốc và tỉnh Hwanghae Bắc của Triều Tiên, là giới tuyến phân cách hai miền. Tại đây, năm 1953, Hiệp định ngừng bắn của chiến tranh Triều Tiên đã được ký kết. Dịch vụ du lịch tới địa điểm này thường rất thu hút khách du lịch phía Hàn Quốc. Một âm mưu đảo chính đã diễn ra ở nước quốc gia Tây Phi, Sierra Leone. Các cuộc đụng độ ở thủ đô Freetown đã khiến 21 người thiệt mạng. Cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS đã cử một phái đoàn cấp cao đến đây nhằm tìm cách giải quyết. Người phát ngôn quân đội Sierra Leone cho biết cuộc tấn công do các tay súng thực hiện nhằm vào doanh trại quân đội và các địa điểm khác ở Sierra Leone đã khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ. Bên cạnh đó, khoảng 2.000 tù nhân bị lực lượng quân sự nước này giam giữ cũng đã trốn thoát. Theo giới chức Sierra Leone, cuộc tấn công kéo dài 2 giờ, kéo theo lệnh giới nghiêm toàn quốc được ban bố sau đó. Trước diễn biến trên, cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS đã cử một phái đoàn cấp cao đến Sierra Leone. Các đặc phái viên của ECOWAS khẳng định sẵn sàng hỗ trợ chính phủ và người dân nước này trong nỗ lực tăng cường dân chủ, quản lý tốt, củng cố hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các phòng thí nghiệm ở Mỹ đang chạy đua với thời gian để xác định mầm bệnh gây ra một căn bệnh bí ẩn đường hô hấp ở chó đã xuất hiện tại ít nhất 14 bang của nước này. Trong khi đó, Hiệp hội Thú y Mỹ yêu cầu các bác sĩ thú y báo cáo về các trường hợp chó mắc các căn bệnh này. Hiệp hội Thú y Mỹ cho biết các nhà nghiên cứu đang cố gắng xác định dịch bệnh hô hấp bí ẩn do virus hay do vi khuẩn gây ra, và đó có phải là một biến thể của bệnh ho quỵ chó hay còn gọi là bệnh viêm khí quản truyền nhiễm ở chó hay không. Các triệu chứng của bệnh bí ẩn này bao gồm ho có thể kéo dài từ 4 đến 6 tuần, có thể là viêm phế quản nhẹ hoặc có thể tiến triển thành viêm phổi. Một số trường hợp cấp tính đã nhanh chóng chuyển biến thành viêm phổi trong vòng 24 cho đến 36 giờ. Mặc dù cho đến nay có rất ít dấu hiệu cho thấy bệnh có thể lây sang người, nhưng các bác sĩ thú y cảnh báo những người nuôi chó cần cẩn trọng hơn trong dịp nghỉ lễ, thời điểm thú cưng đi du lịch cùng gia đình, hoặc được nhốt vào cũi và cần đi khám ngay nếu có triệu chứng lâm sàng của bệnh đường hô hấp.